Xin chào cô bác chị. Thì hôm nay hãy tiếp tục chia sẻ cô bác chị mình một cái loại cây. Loại cây này nó có thể trị được cái bệnh yếu mềm liệt cần, tạo tiết liệt cần luôn nha cô bác chị mình, tạo tiết, và nó có thể tăng lực đến 150%. Đó. Ngoài ra nó còn có thể hỗ trợ điều trị cái bệnh vô sinh cho mấy anh phái nam, rất là tuyệt vời. Và đó là loại cây gì mà nó làm cho các bác mình làm sập giường mà nó còn trị được vô sinh. Đây nè các bác chị. Thì đây nè các bác chị, các bác chị mình đã nhận ra đây là cái gì chưa ạ? Đây, cái lá nó đây, cái thân của nó đây. Đây, mình lấy cái củ bự nhất cho các bác chị mình xem. Đây ạ. Và đây ạ. Hoa nó đây của anh chị, hoa nó chưa có nở. Chắc rất là nhiều của anh chị mình đã nhận ra đây là cây gì đúng không? Đây là cây sâm cao đen, hoặc gọi là cây tiên mau, hoặc là cây ngải cao. Đó. Hôm trước ấy, mình có một cái video chia sẻ về cái sâm tiên mau này, cái sâm cao đen này. Còn hay gọi là tiên mau. Tiên mau là gì? Tiên mau, mau là lông. Mà ở đây ấy, không có lông thì đây là cái rễ. Cái rễ này người ta gọi là tiên mau. Còn sâm cao đen, đây của anh chị mình thấy cái củ nó màu đen nè. Đó. Nhưng mà chúng ta sẽ chẻ ra thì để một thời gian thì ở trong này nó sẽ đen. Và chúng ta ngâm rượu nó thì sao ạ? Ngâm rượu nó một thời gian thì cái rượu chúng ta nó đen thùi lùi luôn. Như vậy người ta mới gọi là sâm cao đen. Chứ bình thường như vậy á, thì không biết chỗ nào nó đen. Rồi, sâm cao đen này nó họ tỏi vôi lùng của anh chị mình nè. Tính vị của nó nè, cay, nóng và tính ấm. Đó. Loại này thì loại nhỏ thôi, không có lớn của anh chị mình nè. Công dụng của nó của anh chị mình nè, công dụng nó là bổ thận tráng dương, bổ gân cốt, tráng gân cốt, điều hòa tiêu hóa, rất là tuyệt vời. Thì hôm bữa cũng thấy cũng đã chia sẻ của anh chị mình là cái công dụng của sâm của cái nấm ngọc cẩu rồi. Hôm nay hãy tiếp tục bổ sung thêm. Cái này thì hãy chia sẻ lần thứ hai thôi. Nhưng mà cái hình ảnh của nó thì rất là đẹp luôn, rất là đẹp của một cái loại sâm cao đen. Rồi chúng ta sẽ đi vào những bài thuốc rất là đơn giản thôi. Thì hãy chia sẻ nhanh lẹ cho cô anh chị mình ha. Rồi khi chúng cô anh chị mình bị liệt nè, liệt ha, liệt cần yếu mềm, vô sinh, rối loạn. Đó. Mấy các bác ha, các bác. Thì chúng ta dùng cách nào ạ? Cô bác anh chị mình lấy cho Hải là từ 6 đến 12 gram cái sâm cao tư, sâm cao đen này nè mà khô. Đó, sâm cao đen khô 6 đến 12 gram. Cô bác anh chị mình lấy đổ cho Hải là 3 chén nước và nấu sắc cho Hải còn 1 chén rưỡi nước. Và cô bác anh chị mình chia làm 2 lần và uống trong ngày. Thì uống sau bữa ăn 5 đến 10 phút. Như vậy thì chúng ta có một cái cách sắc sâm cao đen này cực kỳ đơn giản rồi. Đó. Dĩ nhiên rồi, cái này thì người ta sẽ ngâm rượu thôi. Ngâm rượu thì cách rất là đơn giản, hãy chia sẻ một cách đơn giản và chính xác cho các anh chị mình. Các anh chị mình lấy cho Hải là 500 g, có nghĩa là nửa ký cái thân nè. Cái thân là cái này nè các anh chị nè, cái thân nè, cái thân là cái này và cái rễ ha. Rễ này nó bị cùn cùn. Đây, cái này cho đẹp nè. Chúng ta sẽ lấy cái thân này. Như cái cây này chúng ta sẽ cắt ngang ở đây. Đây, cắt ngang ở đây. Và chúng ta lấy từ cái khúc này xuống hết luôn. Lấy cái rễ, lấy cái thân. Là của bác chị mình lấy tươi cho Hải. Và của bác chị mình ngâm qua nước muối loãng, rượu sạch để ráo, lấy cho Hải 500 g, có nghĩa là nửa kg sâm cao đen tươi. Của bác chị mình đó là bỏ vào một cái hũ sành hoặc hũ miễn. Bởi vì sao ạ? Khi mà chúng ta ngâm rượu, chúng ta ngâm thời gian rất dài. Của bác chị mình ngâm trong hũ nhựa thì nó sẽ có cái mùi gọi là cái mùi nhựa. Đó. Và khi mà khí hậu nó thay đổi đột ngột ở bên ngoài, ví dụ đang nắng trời mưa, đang mưa thì nắng, thì khí hậu nó đang nóng thì nó lạnh thì nó nóng tùm lum hết, nó gọi là nó thay đổi đột ngột, thì cái rượu của chúng ta đó nó sẽ ra bất thường. Lúc thì nóng thì nó sẽ ra rượu, lúc lạnh thì nó đâu có ra. Như vậy thì rượu chúng ta không ngon. Mặt khác thì cái nhựa đó nó sẽ hôi mùi nhựa. Bởi vì sao? Các anh chị mình thấy người ta ngâm rượu, người ta ngày xưa thời cổ đại người ta ngâm rượu, người ta chôn ở dưới đất. Để làm gì? Không phải để cho nó lạnh đâu, không phải để nó hấp thụ tinh hoa của đất đâu, không phải, để cho cái nhiệt độ nó không có thay đổi, nhiệt độ nó vẫn bình bình như vậy. Ở dưới đất thì nhiệt độ nó ít thay đổi lắm, cho nên ngâm mình chôn ở dưới đó là nó sẽ rất là tốt. Thứ hai nữa là nó sẽ ít bị bay mùi, và thứ ba nữa là nó sẽ đỡ bị thèm. Đó, ngâm mà cứ nhìn hoài thèm hoài cũng chịu không được, không có đúng ngày đúng giờ. Đó.
Đó là một cái số mình chia sẻ. Có nghĩa là chúng ta phải ngâm ở trong cái bình sành hoặc bình miễn. Như vậy thì rượu chúng ta nó đỡ đi cái vấn đề mà kém chất lượng. Rồi, cô anh chị mình đã bỏ vào cái bình sành bình miễn rồi. Thì cô anh chị mình đổ cho Hải là 10 lít rượu gạo lò nấu ở độ 35 đến 40 độ. Ở độ 35 đến 40 độ. Rượu đế của anh chị mình. Có một số của anh chị hỏi Hải là mình ngâm rượu vodka được hay không. Nhưng ở đây về Đông Bi thì Hải được biết là từ xưa đến giờ người ta chỉ ngâm rượu đế thôi. Rượu đế lò nấu, rượu trắng ở độ 35 đến 40 độ là cái rượu lý tưởng nhất để chúng ta ngâm rượu. Bất cứ rượu gì cũng vậy. Trừ khi ngâm những con này con nọ. Thì những cái lần đầu chúng ta, những cái giai đoạn đầu nửa tiếng đầu hoặc một tiếng đồng hồ đầu, chúng ta ngâm rượu thật mạnh. Để chi ạ? Để cho nó tái cái thịt của con thú lại. Và nó sẽ rửa những cái huyết còn máu còn lưu lại đó. Đó, rồi nó đỡ, nó bớt tanh đi. Rồi sau khi một nửa tiếng hoặc tiếng đồng hồ ngâm những cái con đó đó, thì chúng ta bỏ rượu vào và ngâm nửa tiếng tiếng. Và chúng ta sẽ đổ rượu ra bỏ đi. Đó, và chúng ta sẽ đổ cái rượu khác vào. Cái rượu khác vào thì cũng 35 đến 40 độ thôi. Đó là rượu lý tưởng nhất để chúng ta ngâm rượu. Rồi, hơi bị lạc đề chút nhưng mà Hải cũng chia sẻ thôi. Lỡ Hải chia sẻ trong cái video ngâm rượu thì Hải chia sẻ luôn cho các anh chị mình tham khảo. Rồi, thì chúng ta đã có 10 lít rượu và nửa ký sâm cao đen tươi bỏ vào một cái bình ngâm rồi. Thì á, chúng ta sẽ bỏ ở nơi thoáng mát, chúng ta ngâm lâu lâu, các anh chị mình lắc cái bình để cho rượu, cho thuốc nó trong củ này nè, nó ra ngoài, nó ra ngoài rượu. Cô bác chị mình ngâm nếu muốn cái rượu chúng ta ngon nhất thì ngâm phải từ 3 tháng đến 5 tháng thì nó mới ngon và đổi màu rất đẹp. Còn nhưng chúng ta bị gấp thì chúng ta ngâm trong vòng 30 ngày là chúng ta sử dụng dần được rồi. Dần có nghĩa là chúng ta sử dụng lần lần, dần dần ha. Thì mỗi ngày cô bác chị mình sử dụng cho Hải là từ 2 lần, mỗi lần là 2 ly nhỏ như thế này. 2 ly nhỏ như thế này trong bữa cơm hoặc sau bữa cơm. Đó. Như vậy thì nó sẽ giúp chúng ta gì ạ? Thì như Hải đã chia sẻ, yếu mềm liệt cằn, rồi vô sinh. Nè, nam nha, ở nam nha, chứ không phải ở nữ nha, ở nam. Đó, rất tuyệt vời chưa cô bác anh chị. Đó, như vậy thì Hải đã chia sẻ xong cô bác anh chị mình một cái số công dụng, một số cách sắc uống và ngâm rượu từ một cái loại cây mọc hoang dại ở Việt Nam chúng ta, nhất là ở vùng cao rất là nhiều. Thì hôm nay Hải đã chia sẻ xong cô bác anh chị mình. Hãy chia sẻ lại thôi. Một cái tác dụng, những cái tác dụng rất là tuyệt vời từ cây sâm cao đen này, còn hay gọi là cây tiên mao. Tiên mao là sao ạ? Đây ạ. Những cái rễ của nó người ta gọi là cái mao. Đó. Tiên mao. Đó. Mình lưu ý của anh chị mình khi mà ngâm á, chúng ta đừng có loại bỏ cái này ha, lấy luôn nha, lấy luôn để ngâm nha. Cái thân này chúng ta lấy luôn và cái này chúng ta lấy luôn nha. Này gọi là tiên mao nè. Đó. Còn sâm cao đen là vì da cái củ nó màu đen. Cái này thì hoa nó nè của anh chị. Đó, thì Hải cũng đã chia sẻ rất kỹ cho các anh chị mình rồi. Thì cũng đã xong ha các anh chị mình ha. Nhưng á, cuối video mình có lưu ý của anh chị mình á. Chúng ta đừng nên lạm dụng. Mỗi ngày á, các anh chị mình sử dụng đúng liều lượng như Hải đã chia sẻ. Bởi vì sao ạ? Khi á, mà chúng ta ví dụ đi có hai người. Các anh chị mình là làm từ thiện đi. Cái vốn của mình có một thôi. Nhưng mà mình muốn cho cái một cái người kia, một cái làm từ thiện người kia tới hai lần. Rồi mình cho một thôi cũng được. Muốn cho hai người kia là một. Mình có một thôi. Mình có 1.000. Mình muốn cho người này 1.000. Thì mình lấy của mình cho. Xong rồi tới người khác. Mình không còn vốn nữa. Thì mình mới bắt đầu mình sẽ về nhà. Mình kiếm đồ đạc trong gia đình mình bán. Mình bán xong cái mình có tiền mình cho người thứ hai. Cái qua người thứ ba cũng vẫn đem ở về nhà, mình về nhà mình lấy đồ mình bán tiếp. Bán riết rồi trong nhà mình hết đồ luôn. Hết đồ luôn. Là trong nhà mình trống không luôn. Vì sao? Loại cây này nó vắt sức của mình, nó vắt kiệt nha. Nó vắt kiệt sức của mình. Cho nên chúng ta nên sử dụng điều độ. Chúng ta sử dụng cây này thì chúng ta đồng thời chúng ta phải bồi bổ cơ thể cho những cái chất bổ chúng ta nó sẽ bồi bổ thêm vào. Và chúng ta sẽ sử dụng nó. Chứ không phải là chúng ta sử dụng một mặt là không được. Đồng ý, nó rất là tốt. Nhưng chúng ta phải hiểu rõ về nó. Cô bác anh chị mình không ăn uống bồi bổ sức lực vào. Mà cô bác anh chị mình cứ muốn cho nó tăng lực không. Thì như vậy á, dần dần á, thì cái hậu cần nó hết sạch. Cái tiền tiến á, từ đó nó cũng sẽ bị xuống luôn. Mà xuống luôn thì
chúng ta rất là khó khôi phục lại. Nếu chúng ta muốn khôi phục thì chúng ta phải khôi phục hậu cần, rồi lâu ngày vài tháng hơn tiền tuyến nó mới lên lại. Cho nên á, chúng ta sử dụng á thì chúng ta cũng không nên được lạm dụng. Vừa có mặt tiền chúng ta, cái hậu chúng ta cũng phải bồi bổ nó ha. Đó là một cái chia sẻ rất rõ ràng, bởi vì có một số của anh chị mình á, chia sẻ lên chủ yếu là nói công dụng của nó và không có nói về cái những cái lưu ý, thì như vậy thì nó cũng quá gọi là nó còn thiếu một ít đó. Thì hãy chia sẻ của anh chị mình. Rồi thì của bây giờ hãy cảm ơn và chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Video này Hải đã chia sẻ rất là rõ ràng về cái sâm tiên mao này, sâm cao đen này cho các anh chị mình cũng đã xong. Thì cảm ơn và chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Video Hải đến đây Hải xin được kết thúc. Bye bye các anh chị mình nha.